À, mình xin chào các bạn nha. Và đây là ba loại bột mình dùng để mà mình pha làm bánh cuốn hấp nè các bạn nha. Thứ nhất là đây là bột potato starch, là bột khoai lang tây đó các bạn. Kế đây là bột gạo, đây là bột gạo nha, nó còn gọi là bột tẻ tinh khiết. Các bạn xài, mình xài hiệu con voi nè, các bạn xài hiệu nào cũng được nha các bạn nha. Và đây là bột năng. Giống như mình nói bột năng thì các bạn xài bột năng nào cũng được cả, tapioca starch. Ok, thì mình sẽ nói sơ về cái bột 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 mà khoai lang tây này á, mà mình chỉ tìm thấy được ở chợ Việt Nam thôi các bạn, ở chợ Mỹ thì mình không thấy nha. Thì nếu trường hợp mà các bạn không có bột khoai lang tây thì các bạn thay thế cho bột năng không cũng được nha. Không cần phải bột khoai lang tây, thay vì mình cho phân nửa này phân nửa kia thì mình dùng bột năng hết. Thì khoai lang tây á thì nó có tạo cho cái bột của mình nó mềm đó, rất là ngon. Còn bột năng á, bột năng này á thì nó làm cho cái bột mình nó dẻo, dai đó. Nếu mà có thêm pha thêm cái bột potato này vô thì nó ăn ngon tuyệt hơn nha. Còn nếu không có, như mình nói không có không sao, mình thấy thay thế bột năng không cũng được. Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cách pha bột nha các bạn nhé. Ok, các bạn, trước hết mình sẽ dùng gạo trước nha. Mình sẽ dùng chén cho các bạn ở nhà mà tự làm ăn nó dễ hơn nha. Chén mình sẽ cho vào đây 2 chén bột gạo nha. Các bạn làm cho nó bằng cái mặt nha. Mình lấy cái cây đũa mình gạt cho nó bằng, làm mình đông cho nó đều bột á, mình nấu nó mới ngon nha các bạn nha. 2 chén. Mình quả nó cho nó bằng. Đó, 2 chén nha. Chén thứ nhất. Đó, các bạn cứ lấy đũa để cho nó ra bằng cái miệng của mình vậy đó, nhớ nha, vậy á nó mới đúng trọng lượng nó mới ngon nha các bạn. Rồi 2 chén bột gạo. Và mình sẽ cho vào đây 1 chén bột năng. Nếu các bạn không có bột potato đó, bột khoai lang tây đó, thì các bạn dùng cho mình bột này thay thế cho bột năng luôn nha. Nếu không có bột khoai lang tây thì mình dùng cho bột năng luôn nha. Mình sẽ dùng 1 chén bột năng. Cái đó là bột khoai lang tây. Bột khoai lang tây này các bạn xài dùng 1 chén luôn nha. Nếu như mình nói không có bột khoai lang tây thì mình dùng thế bột năng, có nghĩa là ok đó. Bột năng á, bột bột khoai lang tây các bạn nó sẽ nặng hơn, khi các bạn cân nó sẽ nặng hơn nha, tại vì nó nặng lắm. Các bạn rờ cũng cảm giác là nó sẽ nặng hơn bột gạo và bột năng nhiều lắm. Thành ra khi các bạn cân á, trọng lượng nó sẽ khác nha. Còn các bạn để chén gì hoặc là khắp á, dùng cái một đũa này quạt nó làm bằng nó thì nó chính xác hơn, chứ cái trọng lượng nó sẽ không bằng nhau nếu các bạn cân nha các bạn nha. Rồi 1 chén. Như mình nói với các bạn hồi nãy rồi, xin nhắc lại nha, nếu không có bột khoai lang tây thì dùng bột năng. Có nghĩa là 2 chén gạo và 2 chén bột năng là được rồi nha. Còn nếu có cái này có bột năng, có bột potato thì 1 chén bột năng, 1 chén bột potato nha. Còn như không có thì cứ làm như vậy,
hai trái bột năng, hai trái bột gạo. Rồi bây giờ nước và mình sẽ cho vào đây 950 ml, 950 ml nước hoặc là các hoặc ngàn cũng được, nhưng mà mình dùng theo cái này là 8 chén nước đó các bạn. Các bạn bỏ vô đây 8 chén nước nó sẽ là 950 ml nha. Đây mình đã đông sẵn rồi nè, mình đã làm 4 chén nước cho các bạn xem rồi. Nó là 950 ml nước, có nghĩa là nó gần 4 cup đó các bạn nha. Mà là 8 chén nha, để mình đông cho các bạn xem nè. Là 4 chén nước đó các bạn. Đó. Mình sẽ cho vào đây 4 muỗng, các bạn quấy nó lên, mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối các bạn nha. 1 muỗng cà phê muối vô xong rồi các bạn quấy đều lên. Mình quấy cho ba cái loại bột này hòa tan vào nhau. Xong các bạn sẽ cho mình cho một quấy lên sơ sơ chút, xong mình sẽ cho dầu ăn vô nha. Mình sẽ cho 4 muỗng dầu ăn vô trong sau khi các bạn quấy nó đều hết rồi mới cho dầu. Đây bột nó sẽ có cục cục như nè. Quấy chân dài cái vậy đã bắt đầu cho dầu cho được rồi. Quấy một chiều á các bạn nha, để không thôi nó có bọt á, các bạn quấy nhiều chiều nó sẽ có bọt tùm lum á. Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vô nha, 4 muỗng dầu ăn nha. Dầu ăn các bạn đừng có lựa cái dầu vàng quá, nó sẽ làm bột mình bị vàng nha các bạn. Các bạn có thể khử hành phi đó, các bạn lấy dầu bỏ vô cũng ngon lắm. 2 3 4 4 muỗng nha. Rồi mình quấy lên cái dầu là giúp cho cái bột mình nó mềm đó các bạn, nó không bị khô đó các bạn. Cái bỏ dầu ăn vô là cái tác dụng của nó, của cái dầu là làm cho bột mình sau khi mình hấp cái bột của mình nó sẽ không có bị khô, lúc nào nó cũng ướt ướt, nó dẻo dẻo ngon lắm. Các bạn mà ướp thịt rồi đó, các bạn cho một chút dầu ăn vô, các bạn ướp chung với thịt nướng đâu đó, các bạn cho một chút dầu ăn vô coi, thịt mình nướng nó sẽ không bị khô các bạn. Các bạn cứ quậy đều bột lên. Xong rồi các bạn để đây 6 tiếng tới 8 tiếng, hoặc là các bạn để làm ban đêm thôi, để cách đêm á đó. Đó, để đêm sáng lại các bạn thấy cái phần trong nước trong ở trên á, các bạn vớt nó ra. Còn như mình không có thời giờ để cách đêm á, các bạn để 6 hoặc 4 tiếng cái nước bột, cái nước bột này nó lắng xuống á, cái mình chắc cái nước bột trong ra nha. Để lâu thì bột nó nở ngon chứ không sao hết. 6 tiếng 4 tiếng gì cũng được, nhưng mà mình thấy rồi mình chắc nước trong ra. Ok các bạn nha. Rồi mình để đây. Đậy nắp lại nhé. Rồi mình đậy nắp đây, mình chờ 6 tiếng sau rồi mình sẽ chắc nước trong ra. Các bạn, bột mình đã để được 4 tiếng rồi nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái nước trong ở trên ra nè, rồi mình sẽ đong coi bao nhiêu nước trong mình lấy ra thì mình sẽ chế vô nước lạnh bấy nhiêu đó, giống cái phần mà mình lấy ra nha. Bao nhiêu nước lấy ra là phải đổ nước lạnh vô trở lại, giống như vậy luôn nè. Bây giờ mình cho nó vô đây nè, các bạn cho nó ra đây, nhớ là nước trong lấy ra hết nha, từ từ đổ thôi để nó ra bột của mình các bạn. Đây các bạn, mình lấy ra khoảng 1.000 ml nè, có nghĩa là 1 lít á ha. Rồi bây giờ mình sẽ chế nước lạnh giống như vậy, là 1 lít nước vô nha, 1 lít hơn chút xíu. Đó, nha. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ châm lại một lít nước khác để vô nước lạnh luôn nha các bạn, cũng là nước lạnh không có ấm nha. Rồi, mình để vô đây. Lần này mình để 2 tiếng thôi nha. 2 tiếng đồng hồ thôi.
mình để đây, mình lọc lại. Ok, đã 4 tiếng thêm nữa rồi. Bây giờ mình sẽ chắc cái nước này ra. Mỗi một lần mình chắc mình nghĩ là cũng có mục đích vậy đó các bạn. Đó. Rồi mình sẽ cho một lít nước lạnh vô. Trở lại cái này đầy, cái này là một lít thì mình sẽ cho một lít nước lạnh vô trở lại, rồi bắt đầu mình quấy đều rồi mình đi hấp bột được rồi các bạn nha. Mình chỉ làm hai lần thôi. Ok. Rồi mình sẽ cho một lít nước lạnh trở vào. Nước lạnh mới. Rồi mình sẽ lấy cái giá mình quấy đều lên rồi mình đi hấp được rồi đó các bạn. Rồi mình quấy đều lên. Các bạn quấy cho nó hòa tan trở lại nha, tại vì mình để vậy nó đóng cứng lại cho nó. Nhớ là quấy đều lại cho nó đều hết rồi mới được đi múc ra hấp nha các bạn nha. Ok. Quấy đều nha các bạn. Nhớ là quấy cho nó đều nha các bạn, tại mình để nó lóng nè, nó lóng bột nó cứng lại nha. Đó, mình sẽ quấy cho nó đều ra đó, nó thành nó cục cục như nè. Nhớ là quấy đều hết những cái cục này ra nha. Alright. Sau khi mình để một lít nước lạnh trở lại đó, mình sẽ cho vào đây lại trở lại nha các bạn nha. 4 muỗng dầu trở lại nha. 4 muỗng dầu ăn trở lại đó, và một muỗng cà phê muối. Trước khi mình ngâm bột đó, các bạn nhớ không, mình vẫn làm giống vậy đó. Giờ mình chắc nước hết rồi, giờ mình làm lại trở lại nha. Cũng 4 muỗng canh dầu và một muỗng cà phê muối. Mình quậy cho nó đều lên rồi bắt đầu mình đi hấp. Ok. Mình chỉ làm hai lần chắc nước trong thôi nha các bạn nhớ nha. Rồi, nó đều rồi, giờ mình đi hấp nước nha. Ok, giờ mình đi hấp bánh nha các bạn nha. Các bạn, trước khi mình đổ bột vào chảo để mình hấp cái bánh á thì mình phải quậy cái bột nó đều lên ha. Xong mỗi một cái bánh các bạn hấp các bạn đều phải quậy trước khi múc một cái giá, một cái miếng bột bỏ vô hấp. Mỗi một cái bánh làm phải quậy đều như vậy nè, cho nước và bột nó quyện đều rồi mình hãy múc ra mình hấp nha, nhớ nha. Rồi bây giờ mình qua chảo mình nha các bạn nha. Quấy bột. Quấy nó đều xong múc ra một giá. Cho nó vô. Bạn cứ múc để ngay giữa vậy đó, rồi từ từ cái nó lan ra nha các bạn nha. Nhớ là múc cho cái giá bột mà nằm ngay cái giữa đó. Rồi bắt đầu mình thấy nó hơi chín trong cái bột, bắt đầu mình lắc cái bột đi cho nó ra đều ra đó. Mình để khoảng 10 giây nha các bạn nha. 10 giây là chín rồi đó. 10 giây các bạn nghe tiếng lớp bớt vậy là các bạn mở nắp ra nha. Đó, cái chín đó các bạn. Các bạn mình quấn ở trong cái chảo thì nó dễ làm hơn. Lúc này khi mình quấn thì các bạn hạ lửa thấp hơn số 4 một chút nha, mở số 2 thôi. Rồi các bạn lấy cái này nè, dè ngoài dành ngoài ha. Đó, bạn rô. Đó, cứ đưa nó vô vậy đó nha. Cái này là nhớ là mở lửa còn số 2 thôi nha. Cái này nè các bạn dễ, rất là dễ làm. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa nha các bạn nha. Đây, bây giờ mình sẽ úp cái này ra ngoài dĩa nha các bạn. Đó, rồi mình đi để cái chảo lên cái bếp. Mình chờ cái này nó nguội chút xíu. Rồi mình bắt đầu mình sẽ sắp ra ngoài dĩa cho nó ngay ngắn lại nha các bạn nha. Mình đi làm cái mới nha. Rồi mình qua đây mình đút cái mới nè. Cho nửa muỗng cà phê dầu ăn vô. Ráng nhẹ. Cho nó đều cái dầu đó. Mình dặn số 4 nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình quấy cái bột lên nè. Quấy cho đều trước khi mình chế vô. Mình sẽ là ok. Đây, mình cho một giá bột vào. Các bạn chế vô ngay chính giữa vậy đó nha. Đó, vậy đó. Các bạn thấy nó lỗ lên không? Rồi đó, nó giống như bột nó sắp sửa chín đó. Các bạn mình lăn bột nè. Đó, như vậy cái chính giữa nó sẽ không có bị chảy ra đó. Đó các bạn cứ lăn nha. Đó. Các bạn nhớ là để bột ngay chính giữa chảo nha. Rồi đậy lại.
10 giây mình chờ 10 giây nha các bạn. Đó, trong khi mình chờ cái bánh mới chín thì cái này nó đã bớt nặng, bớt nguội, bớt nóng rồi nè, cái mình xếp lại cho nó đều. Rồi mình cho có dĩa bên đây vậy đó. Cứ để chồng lên thôi. Rồi mình lại bếp đó mình nghe cái bột mình chín rồi đó các bạn. Nhanh lắm, 10 giây ha. Mình đổ bột vô đậy nắp lại, cuốn cái bánh kia cái là nó xong à. Rồi bây giờ cuốn này lại nè. Mình thấy nhớ là khi cuốn nó dặn lửa nhỏ lại còn số 2. Rồi. Mình cho ra dĩa. Đây mình sẽ úp nó ra dĩa nha các bạn. Đó. Rồi, mình đi nấu cái mới. Đó, cứ tiếp tục để như vậy thôi, nhớ là cái dĩa này là phải cho miếng dầu vô. Rồi mình qua lò nấu cái mới. Cho nửa muỗng cà phê dầu vô, tán cho đều. Có dầu vậy mình lấy cái bánh ra nó dễ nha. Rồi quấy bột, nhớ là cái nào cũng phải quấy bột lên hết. Rồi cho giá vô đây, nhớ là đổ ngay cái chính giữa chảo á, mở lửa lên số 4 lại. Đó, các bạn thấy nó trong trong chỗ này không? Rồi bắt đầu mình mới lắc nha, chờ nó trong cái bột chín giữa lên rồi mình lắc nha. Đó, nó trong trong lên rồi đó, bây giờ mình lắc nha. Rồi, mình đậy nắp lại 10 giây. Mình nghe lắp bắp rồi đó. Đó. Mình sẽ quấn lại. Các bạn bỏ một chảo các bạn quấn rất là dễ nha, giống như kiểu Việt Nam mình vậy đó. Trong nồi mình hấp, mình cho hấp hay cho quấn luôn nè. Đó, rồi mình cho ra dĩa các bạn. Ok rồi, nấu cái bánh mới các bạn thấy nhanh không, rất là nhanh ha. Một cái vậy mình đổ có 10 giây là mình có một cái rồi. Đó, các bạn cứ lần lượt làm giống hệt vậy, mỗi cái cho nửa muỗng cà phê dầu ăn vô. Đó. Rồi quấy bột. Rồi mình sẽ mở cái này là số 4 nha các bạn, lúc nào cũng vậy á. Chỉ khi mình quấn á, bánh nó lại á, thì mình mở số 2. Còn lúc nấu nó là số 4 nha, nhớ nha các bạn. Quấy đều bột. Cho vô một giá nè. Nhớ một chế này mình giữ đảo nha. Và các bạn nhìn thấy nó trong trong đó, đầu tròn mình lắc nè. Đậy lại 10 giây. Rồi mình trở qua cái bánh này, chờ cái bánh kia chín mình trở qua bánh này rồi mình lấy cái này mình để qua dĩa bên kia. Đó vậy đó các bạn. Lần lượt làm giống hệt vậy. Chín rồi, bây giờ cái này mình làm tôm khô. À, tôm khô. À, có nhân tôm khô. Đây, cho nó vô. Còn như các bạn mà làm nhân mà có núm mèo rồi đó các bạn cũng dễ lắm. Các bạn cứ làm chín thịt nhân núm mèo với thịt sai, thịt heo sai đó. Các bạn làm chín trước rồi các bạn cũng bỏ giống như mình bỏ tôm khô vậy đó. Ok, mình sẽ cho ra dĩa nha các bạn. Đây, mình sẽ cho nó ra nha các bạn nha. Đó. Cái này là có tôm khô rồi các bạn. Cái này ông xã mình thì lại thích ăn bánh nhân tôm khô. Ok, mình lại mình tráng cái mới, mình chờ nó nguội nha các bạn. Rồi mình cho nửa muỗng cà phê dầu vô. Mỗi một cái vậy các bạn coi, một chút vậy được rồi, nửa muỗng cà phê cho. Rồi quấy bột. Đó, cái nào các bạn cũng phải làm gì hết nha. Quấy bột đều mới chế vô. Rồi mình cho một giá vào. Đó, khi mình thấy cong vậy bắt đầu mình mới lắc bột nha, thấy bột cong mình mới lắc đó. Rồi các bạn đậy nắp lại chờ 10 giây đó, mình đổ bột mới thì cái này nó cũng nguội bớt rồi, cái mình xắt qua dĩa bên kia đó.
Rồi, mình nghe bột bên kia chín rồi. Các bạn nghe là bột không? Nhanh không? Rất là nhanh, làm nhanh lắm. Đó. Như mình nói là mình sẽ làm phân nửa có nhân phân khô, còn phân nửa thì bột không nha các bạn. Rồi. Cho bánh vô, bánh vô. Mày cũng vậy, bấm từ từ vô. Đó. Bạn xếp hai cái vô là được rồi. Tại vì mình xếp vậy nó thấy cái bánh nó bự mà nó mỏng nhìn thấy ngon hơn nha. Rồi, bớt lửa nè, số 2 nè. Mình đem đổ ra dĩa. Rồi mình đổ ra dĩa nha các bạn. Đó. Rồi trong khi mình chờ nó nguội đó. Và cái này nó hơi xếp cái đầu vô. Chờ nó nguội mình đi tráng bánh mới. Rồi các bạn cứ lần lượt làm hết bột luôn nha các bạn nha. Nửa muỗng cà phê dầu ăn dặn lên số 4. Dặn lửa lên số 4 rồi mình chế bột vào. Lúc mà dặn lửa vậy là bắt đầu cái nồi mình sẽ nóng lên, mình đi quậy bột là nó vừa ấm cái bát chảo lên á. Khi mình thấy trong trong bắt đầu mình lắc bột được rồi đó. Rồi đậy nắp 10 giây, chờ 10 giây. Rồi nghe lập bột rồi, chín rồi đó. Mình sẽ cho tôm khô vô. Nếu không phải nhân tôm khô thì là nhân thịt với nấm mèo như mình nói nha các bạn nha. Rồi mình quấn vào. Rất là dễ, rất là nhanh đúng không các bạn? Đó, mình làm hai cái vậy là được rồi đó. Rô nó vô một cái loại này để một cái vô đây và thêm cái nữa là được rồi đó. Đó rồi mình sẽ đi đổ nó ra ngoài dĩa nha. Rồi mình sẽ cho nó ra dĩa nha các bạn, úp nó lại. Đó. Rồi chờ ngồi mình đi đổ bánh mới. Ok, mình chỉ đổ cái này nữa thôi rồi mình sẽ không quay phim cái mấy cái sau này nha các bạn nha. Mình sẽ đổ hết cái bột. Rồi mình sẽ mời các bạn thưởng thức nha. Rồi dặn lửa số 4 lên. Quấy bột cho đều. Một cái giá vô. Chờ 10 giây nha các bạn. Chờ 10 giây nha các bạn. Rồi nghe tiếng lấp bớp nó. Ngon chưa? Rồi mình bấm cái bánh mình làm nha. Rất là dễ. Mình thấy cái tâm chảo làm rất là dễ các bạn. Xếp vô hai lần là được rồi. Đó. Đó. Đúng rồi. Bớt lửa. Cho nó ra dĩa nha các bạn. Rồi, cho ra dĩa đây. Ok, đi đổ bánh mới nè.
Thì mình đổ nãy giờ các bạn xem rồi nha. Bây giờ mình sẽ tắt video ở đây. Mình đổ những cái miếng bột còn lại đó nha các bạn nha. Rồi mình mời các bạn lên bàn dùng với mình nha. Cái này là mình sẽ không quay tại vì mình sẽ ngừng ở tại chỗ này rồi mình chờ mình hấp nó chín hết rồi mình mời các bạn nha các bạn nha. Thường nha, bánh ướt á các bạn mình sẽ ăn với giá trụng nè, rau răm và chút dưa leo, dĩ nhiên là sẽ không có thiếu cái hành phi nha các bạn. Rồi mình sẽ ăn cùng với chả nha các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đi trụng giá, rửa rau và sắc dưa leo. Ok các bạn, đây các bạn, bánh cuốn của mình đã làm xong rồi. Đây là bánh cuốn có nhân tôm khô mà nãy mình có nói với các bạn đó nha. Đó, thấy hấp dẫn không? Đó, chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi là mình có một món bánh cuốn ở nhà tự làm ăn tuyệt vời. Và còn bây dĩa bên này là bánh cuốn không có nhân nè các bạn nha. Thấy hấp dẫn chưa? Đó, mình bao nhiêu bột đó mình làm được hai dĩa lớn đó các bạn. Ha không? Wow, tuyệt vời. Ngắm nhì. Rất là dễ làm phải không các bạn? Rất là dễ. Các bạn cứ cuốn ở trong cái chảo nó rất là dễ nha. Còn có nhân thì các bạn cứ bỏ nhân vô trong chảo luôn rồi cuốn luôn. Đó, rất là tiện lợi. Các bạn nhìn xem nè. Nè, nó rất là mềm mại các bạn. Đó, rất là mềm mại. Ngon lắm. Và mình sẽ ăn kèm với như mình nói là giá mình đã trụng vừa trụng xong rồi các bạn, nó còn bốc khói nè. Rồi, dưa leo thì các bạn cắt sợi nhỏ như vậy. Nước mắm chưa ngọt. Và rau răm. Rau thơm gì cũng được nha các bạn. Cái món nước mắm chưa ngọt này mình có làm trong cái kênh của mình á. Các bạn vô kênh Nương Miền Tây USA nha. Để là nước mắm chưa ngọt là các bạn sẽ thấy cái nước mắm của mình liền. Nhìn hấp dẫn ghê chưa? Alright, ok các bạn, mời các bạn dùng nha. Để mình lấy cái bánh ra cho các bạn xem. Nó rất là mềm mại các bạn nè. Rất là mềm, đây nè. Đó, thấy chưa? Đó, rất là ngon rồi các bạn. Nè, ngon lắm. Các bạn để ngày mai ăn vẫn mềm, không có bị khô luôn á. Đó, các bạn nhớ là để dầu ăn vô và cách pha bột của mình là mình bảo đảm các bạn sẽ thích nha. Nè, đó, rất là ngon phải không? Rất là dễ quấn. Đó, rất là dễ quấn. Nếu mà các bạn để trong chảo quấn nhanh hơn là các bạn đổ ra ngoài rồi quấn nha. Đó, rất là ngon. Cái nào cũng mềm xùi á, cái bột nè, các bạn nhìn xem bột nè, đó, ngon ơi là ngon á, nè, ngon lắm, các bạn thử vô và làm theo cái công thức của mình thử xem, rất là ngon nha các bạn, và nó còn ấm nè, dẫn ghê luôn, nè nè, còn cái này thì tôm khô nãy mình làm đó các bạn nha, nè, ở nhân ở trong là tôm khô, các bạn cứ cho hai cái phần hai bên, bạn quấn nó lại là để nhân thôi. Còn các bạn mà làm nhân mà thịt heo với nấm mèo đó, heo heo sai rồi các bạn bằm nhuyễn rồi xào chung với nấm mèo rồi cứ bỏ vô thay vì mình bỏ tôm khô, tại ông xã mình thích ăn tôm khô cho mình làm nhân tôm khô. Đây nè các bạn, ngon không? Đó, dẫn lắm nè. Đó, đó, nếu các bạn không có thời giờ khử hành phi thì các bạn đi ra chợ bây giờ họ cũng bán hành phi tươi đó, tươi luôn á các bạn nha, ngon lắm. Làm tại ở Mỹ luôn á. Ok, để bây giờ mình mời các bạn dùng nha. Để mình ăn thử xem. Cái bột của mình rất là ngon. Thì mình phải cắt. Cắt nó ngắn ra vậy nè, ăn cho nó ngon á các bạn. Tùy theo bạn thôi nha. Để nó dài ăn cũng ngon. Mà mình thích cắt ngắn ngắn ra vậy cho nó vừa cái miệng của mình á. Nha các bạn. Đó, mình để ăn luôn. Xong rồi thì mình sẽ cho một miếng giá vào nè. Rồi một miếng dưa leo. Đó. Rồi cái này rau này nè các bạn muốn để thì lá ăn cũng được, cắt bỏ vô hoặc là các bạn có thể cắt sẵn nhỏ mọn nhỏ nhỏ và mình thích ăn cái lá này nè ăn cho nó ngon. Rau răm nó tươi lắm các bạn cho nên cái cọng nó ăn cũng vẫn ngon nha.
sẽ cho một miếng nước mắm vào. Nước mắm hấp dẫn các bạn. Cái gì? Nước mắm này làm vừa ăn, cho nên các bạn có thể chan nhiều, húp nó luôn cũng ngon luôn nha các bạn nha. Nhớ cái này phải chan nhiều nước mắm ăn mới ngon các bạn nha, nó mới thấm. Rồi mình sẽ cắt chả lụa vào nha các bạn. Wow. Mời các bạn ăn thử nha. Để mình ăn cái bánh cuốn của mình trước. Đó, để thử cái miếng bánh cuốn của mình coi. Dẻo đi đây. Ngon quá các bạn. Có một chút xíu muối vô, nó có vị hơi mặn mặn chút xíu thôi, mình ăn mình cảm giác được. Wow, ngon quá các bạn ơi. Để thử miếng bột nữa, bột ngon quá. Tuyệt vời. Ngon quá các bạn. Các bạn phải vô bếp làm món này mới được. Mình vô bếp mình tự làm cái bột này ở nhà, làm cho gia đình ăn ngon tuyệt vời luôn các bạn. Wow, để mình ăn kèm với dưa leo và bánh nè. Cái này, món này phải có hành khử nha các bạn. Nó thơm thêm nha các bạn nha. Có thêm nó tuyệt vời luôn. Để mình chấm qua nước mắm nè. Đập điếp điếp vô với nước mắm nha. Ok. Rau, giá. Đó, mời các bạn. Ngon quá. Cái chả này mình mua ăn ngon ghê. Tuyệt vời các bạn ơi. Ngon hơn dạ, nhằm cái tiệm mua ăn nó cứng nhất à. Mình làm nhà cái cách mình pha vậy ngon ghê luôn. Ngon quá các bạn. Lúc trước á mình chỉ pha bột gạo và bột năng thôi, thì nó có vẻ dai hơn cái này một chút, nhưng mà lần này mình pha chung với khoai tây á, bột khoai tây đó, thành ra nó ăn nó rất là mềm mà dai dai, có bột năng á, trời ơi tuyệt vời luôn các bạn. Phải có ba thứ bột ăn mới ngon hơn là hai thứ nha các bạn nha. Nếu mà các bạn không tìm được bột potato thì đành chịu thôi, nhưng mà nếu mà có thì ăn tuyệt vời luôn, ngon hơn ngon hơn nhiều. Ôi mình thích quá. Có bột khoai lang tây vô nó ngon ơi là ngon vậy đó các bạn. Wow, mời các bạn nè, bỏ thêm một cái lá rau răm vô kèm giá với bánh cuốn nè, mời các bạn. Ăn bánh này á, các bạn phải chan nước mắm nhiều thiệt nhiều nó mới thấm vô bột mình được nha các bạn ha. Ăn ít nước mắm ăn cũng ngon luôn. Ngon quá các bạn ơi. Các bạn phải vào bếp mà làm cái món này cho gia đình mình ăn rất là ngon không. Chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi là mình làm có tất cả, tại vì chả này mình mua ngoài chợ chứ mình không có làm, cho nên nó rất là tiện. Còn rau thì chỉ có nhúng cái trộn với giá thôi à, rất là nhanh phải không các bạn, mà nó không có dầu nhiều. Nên các bạn nhìn mấy cái bánh của mình là biết là mình không có bỏ dầu nhiều á, cho nên nó rất là ngon tuyệt vời. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình hôm nay nha. Mình xin tạm ngừng ở đây để mình ăn hết cái dĩa này, nó ngon quá chịu hết nổi rồi. Thì hôm nay á, là ngày 23 đưa ông Táo về trời nè. Mình sắp sửa Tết rồi, một tuần nữa tới Tết rồi, thì mình chúc cho mọi người một năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài nha. Và nhớ xem cái video clip của mình, cái kênh của mình tên là Nương Miền Tây USA, có nghĩa là Nương Miền Tây USA tiếng Việt của mình á. Thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ và coi ủng hộ mình mấy tháng qua. Rất là cảm ơn mọi người nha. Rồi chúc sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại clip mới cho món ăn mới. Xin chào. Bye.